Thả diều một thú vui từ thuở ấu thơ luôn in sâu trong tâm trí của mỗi chúng ta, phải không Hoàng Nga? Ừ, đúng vậy. À, và đặc biệt là vào những buổi chiều hè lộng gió, khi mà nhìn những cánh diều tung bay trên bầu trời thì mỗi chúng ta lại ít nhiều thấy nao nao, thấy lòng mình như là hồn nhiên và thơ bé trở lại. Hoàng Nga thật là giàu cảm xúc, và tôi cũng có chung một cảm xúc như vậy. Tự nhiên thì trong lòng lại thôi thúc muốn được cầm lại những cánh diều giống như là hồi nhỏ vậy đó. Nhưng mà ngày nay thì ở các đô thị hẳn là rất là khó để tìm ra một nơi để chúng ta có thể thả diều. À, Thủy Tiên đừng có bi quan như vậy. À, thưa quý vị, tôi biết có một nơi không xa, ngay trong thành phố Bà Rịa này thôi, một cánh đồng trống gần bệnh viện Bà Rịa ở ngay xã Hòa Long đó. Và bây giờ thì xin được chia sẻ cùng với quý vị. Ánh nắng chiều tháng 4 vẫn còn gay gắt, nhưng nhiều bậc phụ huynh và các em nhỏ đã đổ về khu đất trống gần bệnh viện Bà Rịa tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa để thả diều. Hàng trăm cánh diều đủ màu sắc rực rỡ, kèm theo đủ kiểu dáng bay lượn trên bầu trời lộng gió. Mình thấy cái sân chơi này rất là bổ ích buổi chiều á, tại vì các bé đi học cả ngày về rồi á, thì buổi chiều là mình hay dẫn các bé ra đây chơi. Đó là ở nhà thì các bé thường hay coi điện thoại á, nên là mình thấy đi ra đây chơi rất là vui và thoải mái. Mình nên tạo điều kiện những cái sân chơi như vậy để cho trẻ em có một cái môi trường mà để hòa mình với thiên nhiên, với cái môn thả diều mà trước giờ rất là lâu đời. Được tự tay thả diều, nhìn cánh diều của mình tung bay đón gió trên bầu trời, nhiều em nhỏ tỏ ra rất thích thú. Buổi chiều con đi học về, ba mẹ con dẫn con tới đây để làm gì? Để thả diều. Con thấy cánh cứ nhiều bay rất cao, mỗi lúc con thả nhiều con rất là thích và đã sung sướng. Chiều đi học về thì con được xin ba mẹ đến đây coi thả diều và được thả diều. Khi mà cảm thấy thả diều thấy rất là vui, được thoải mái sau giờ học và gặp được bạn bè rất là vui vẻ. Những ngày tháng tư nắng đẹp, mỗi ngày tại khu đất gần bệnh viện Bà Rịa này có đến hàng chục lượt người đến để thả diều. Đặc biệt, những ngày nghỉ cuối tuần, lượng người đến đây thả diều đến hàng trăm. Theo những người sống gần đây, đồng diều hình thành ban đầu từ vài em nhỏ trong khu dân cư. Cứ chiều là đem diều đến đây thả, rồi dần dần nhiều người thấy thích thú và cùng tham gia. Thế là cánh đồng trống trở thành cánh đồng diều vào mỗi chiều lộng gió. Thưa quý vị, nhìn những hình ảnh vừa rồi sao mà thấy nhẹ nhõm thư thái, và đúng là cũng nao nao những ký ức của tuổi thơ. Thả diều không chỉ là một thú vui của trẻ nhỏ, cũng không phân biệt là người giàu hay người nghèo, nhưng mà với trẻ nhỏ thì thả diều thực sự là những trò chơi rất là hữu ích, nhất là hiện nay khi mà trẻ em quá thiếu những trò chơi vận động, hòa mình vào thiên nhiên và gắn kết với bạn bè, cộng đồng xung quanh. Rất tiếc là khoảng không gian đủ cho diều tung cánh như đồng diều vừa rồi cũng đang hiếm dần trong bối cảnh đô thị hóa rất là nhanh như hiện nay, phải không thưa?